Xin chào mọi người đang xem kênh Ngân Nguyễn TV của Ngân nha. Con mới vừa đi đám cưới về. Và bây giờ là gần 4 giờ chiều rồi. 3 giờ 50 rồi. 3 giờ 50 50 chiều á cả nhà. Đám cưới bữa nay là ngày 31 tháng 12. Ngày mới đó là Tết Dương lịch đó mọi người. Bữa nay là mọi người ở trên phố về quê chơi đông lắm đó mọi người. Bây giờ mình đang chờ phà nè. Mơ nó là Tết Tây rồi, nhanh quá trời quá đó. 3 tuần nữa là tới Tết rồi mọi người. À bây giờ người ta đang chờ phà nè. Vui không? Về quê ăn Tết. Về quê ăn Tết Tây nha cả nhà. Nghỉ chuyến này được 3 ngày á. Ngay cái đợt lễ này nghỉ được 3 ngày. Thu tiền phà luôn ở trên bờ luôn chứ không có xuống phà thu cả nhà. Thu vậy cho nhanh. Chứ họ ta ùa xuống phà rồi đóng ở trên phà, đóng người, đóng biển người trên phà rồi thu là nó mất thời gian, thấy không? Bị người không biết phải có chút nữa có đông không mà mới có nhiêu người đây à? Chạy nhiêu ạ? 6.000 một người một xe máy, hai người là 8.000 hả? Ừ. Một người đi bộ là 2.000. Rồi đó. Rồi. Đi đám cưới ở trong vòng chùa á, phà qua kìa, gần quá. Tiếc quá, họ không có bước xuống xe để mình bước xuống nó quay cho cả nhà xem lại coi cả đông nha. Bước xuống sàn chút mình. Đậu xe đây mà đi xuống chứ quay họ tay chán ngang đường ta chạm đường ta chửi chết. Vì chuyên nghiệp làm YouTube có bị chửi cũng cãi luôn. Đi về nhiều hơn người đi lên. Cái này là chắc là mấy người ta đi chơi hả? Hết biết đường nói rồi cả nhà. Rồi. Ở tính ra thì người ta về đi chơi về quê cũng không có, nó không có nổi nào, không có đông lắm ha cả nhà. Nhưng mà ý là bây giờ là mới bắt đầu chợ phà thôi, nhưng mà đến khi phà chạy á thì mình chưa chắc nha, chút xíu nữa có thể xả đông á cả nhà. Nhiều rồi nha, đoạn đường hơi dài rồi nha. À, để em bước vô cái anh, để em bước vô cái. Trái cây chuối tắc bưởi. Trời ơi chuối già cả nhà ơi. Ui hết hồn. Chú làm con hết hồn chứ. Ủa tắc quá trời luôn. Ở trong vườn đem ra chợ con tra bán hả chú? Em đi tùm lum luôn. Hay chú là lái mua tắc và bưởi hả chú? À, với chuối nè. Phải không? À. Ở đây bưởi da xanh cả nhà ơi. Này bưởi này chắc bán tốt rồi. Chưa hả? Tết còn nữa hả chú? Tết còn cái khác hả? Này là Tết khác không? Tết còn Tết nữa ha. Đẩy lên xe. Kéo lên. Đó, người kéo người đẩy. Trời ơi. Mới vừa chạy xe xuống dưới phà là con tranh thủ con móc máy ra con quay liền cái nhà để mọi người xe bữa trái cây lên chảnh, đâu có gì đâu quay. Nhanh như chớp luôn á. Làm YouTube là phải nhanh. Bài phóng ào xuống liền. Nhiều khi không biết có dựng kịp chưa, dựng kịp chống xe nữa chứ đừng có nói. Đó, nhiều khi chưa kịp dựng chống xe. Đó rồi kia tắt lên. Mà chị này chắc là về quê ăn Tết nè, ăn Tết Tây. Chứ Tết mình chưa. Dẫn con cái chồng con về quê ăn Tết đây. Đám cưới về. Đuối rồi cả nhà, con quay từ sáng giờ quá trời luôn. Cả nhà giờ quay lại mấy tập trước coi nha. Coi đám cưới miền Tây vui sao nha cả nhà. Đám cưới của đứa em ở trong vòng chùa. Ở mỏ, ở đây là mỏ Cà Bắc nha. Phía bên Băng Trà mỏ Cà Bắc nè. Còn phía bên đó là Vĩnh Long nha. Lần nào Ngân quay clip mình cũng nói chứ. Tại vì mình phải nói cả nhà. Nói để cho mọi người biết cái địa phương, địa chỗ Ngân ở. Rồi, bỏ ba lô xuống, quản nguyên cái ba lô. Đi quay clip. Tắc mình hái trong vườn á là tắc xanh mà tắc
tắc bự nhỏ gì cũng được trơn, mà tuyệt đối là không có, ta không có mua tắc chính. Tắc chính đem lên thành phố là nó hư hết. Tắc này mắc không anh? Dễ gì? Dạ. Dễ nhưng mà không biết nhiêu ký, cũng không biết, không dám hỏi. Trời ơi. Đây là bưởi da xanh nè. Bưởi da xanh là lúc này em biết giá hay sao đây. Nhưng mà chắc là cũng rẻ. Trời ơi, bưởi ngon quá trời luôn á. Bưởi bự không trời. Bưởi dưới nhất không á. Quá trời luôn. Rẻ tốt tắt ghê. Mười mấy ngàn ký à. Mười mấy hả anh? Thơm anh. Mười chín hay là mười mười một ngàn? Cũng vậy á. Thế là nhiêu anh? 14-15 ngàn hả? Dạ dạ. Mình lên đó mình bán 100 ngàn ký không? Có. Chắc không mau làm đại gia ha. Mình bán ở đâu anh? Mua trong vườn mình bán, lên chợ mình bán ở đâu? Không bán lên chợ mỏ cày là thiếu nguyên bố. À bán mỏ cày hả? Có mối mỏ cày ha. À. Rồi qua đây là mình chở xe tải đi với mỏ cày bán hả? Không có xe của anh đó, nó chở bằng xe ba gác. Xe chở mỏ cày chút xíu. Ý là ở đây là cũng là mỏ cày nha cả nhà, nhưng mà nói mỏ cày là ở đâu nữa? Đây bạn, cái này là chợ mỏ cày của này. Chợ mỏ cày, chợ huyện, còn đây là xã Nhuận Phú Tân. Ở đây là xã Nhuận Phú Tân, mỏ cày Bắc nha cả nhà. Bên kia bán mỏ cày Nam. Bên kia là chợ mỏ cày là mỏ cày Nam. Đó. Huyện mỏ cày. Dạ. Bữa nay nhiêu anh? Bữa nay nhiêu ký anh? Bữa nhất á, 14-15 hả? Trời gì gì mà rẻ dữ trời. Gầu dữ ta, nhà em cũng có bữa nè. Rồi. Mà mua xô hay là mua chọn anh? 14-15 mà mua xô hay sao? À thế là lộn xộn mà bữa nhỏ hết là gom lại xô hết là. Cũng như là mua từ cái máy tới lo. Cái xuống rồi dạ. À thì đó, người ta gom xô hết đó, không có phân nhì nhất vậy phải không? À. Nhưng mà kinh tế vợ hẹp bây giờ đẻ lắm. Giờ làm như người ta để dành tiền, người ta thủ thân hay sao, người ta không dám ăn trái cây hay sao, thiệt tình luôn. Tại vì kinh đây một việc làm không có. Dạ. Cái gì cũng rẻ hết trơn là tiền đâu mua. Bởi vậy. Đúng là ai cũng khó khăn hết trơn á, cả nhà thất nghiệp nhiều lắm, ở quê ở đâu cũng vậy hết trơn á. Công ty đồ này kia người ta cũng nghỉ làm nhất vậy. Em ở bên đây nè, bên trong bên đây nè. Anh ở đâu? Anh ở đâu? Anh mua cài hả? Tưởng đâu ở bên đây cùng quê em. Em mới bên đây xong, anh bên kia xong. Anh bên đây xong, em bên kia xong. Em ở Vĩnh Long mà, em khác. Nhưng qua con sông mình tới rồi cả nhà, nói chung là sát bên à. Cũng giống như Đồng Hương vậy. Láng này là láng giềng, láng giềng. Láng giềng, đúng rồi, đó là láng giềng đi, anh em láng giềng đi. Tại sát bên à, qua con sông tới mẹ đó rồi. Anh là làm lái nè, lái bưởi trái cây là lâu chưa? Lâu. Dạ. Mới lấy đây mấy tháng rồi, còn nó lấy bên kia. Lấy ở đâu anh? Bên Vĩnh Long, bên Hữu Thành. Dạ, Hữu Thành à, em cũng không biết Hữu Thành là ở đâu. Em ở Vĩnh Long thì thật sự ra là em cũng dốt ha. Dạ. Băng qua sông, băng qua bên kia luôn, chạy thẳng bên kia. À. Nói ở Vĩnh Long thì thật sự là nhiều ấp, nhiều xã, nhiều huyện tùm lum hết trơn, ở nhà đâu phải nhiều bao nhiêu mình. Trà Ôn, mình biết hết. Trà Ôn. Trà Ôn anh. Dạ dạ. Hữu Thành là cái xã phải không? À, cái xã Hữu Thành rồi, đúng rồi, xã Hữu Thành. Dạ. Bữa nay người ta về chơi Tết cũng ít mà. Hay là đi hồi sáng. Bữa nay thứ bảy đúng rồi, là về quê chơi Tết là phải đông mới đúng chứ. Mình tại vì thứ bảy nè là ngày 31 tây tháng 12 là ngày mơi, là ngày 1 tây tháng 1 là 2023. Rồi ngày 1. Đúng rồi đúng rồi, ngày 1 là nghỉ bù, như là người ta nghỉ được 3 ngày, ngày bù nghỉ bù ngày chủ nhật á. Nghỉ bù ngày 1 tây á mọi người, tại vì 1 tây là ngày chủ nhật. Thì chủ nhật là ngày nghỉ thì người ta sẽ cho nghỉ bù, cho nghỉ bù ngày thứ hai. Nắng muốn chết, 4 giờ chiều rồi mà nắng muốn chết, nắng chói chang. Có một chiếc ga lúa đang chạy kìa, và cũng còn trống vắng ha, hơi bị trống vắng ha cả nhà. Mấy cái cây cao này là chắc người ta trồng để mà bó hoa cả nhà. Ủa gì, không phải bó hoa mà là cắm hoa. Vậy là anh cũng ở chỗ với em luôn phải không? Phía bên kia sông luôn anh. Bên đây phải không?
Chị đi thành phố về hay là sao, hay là đi giờ mình đi một cây à, đi một cây vậy. Giờ ngồi trên xe toàn tan toàn tan. Chờ pha cả nhà thư thả vậy đó. Không có nón nãy vậy gì vậy, đi cái đầu trần vậy đó. Buồn buồn vô kênh Ngân Nguyễn TV coi ủng hộ em nha, coi đăng ký like chia sẻ rồi nha. Kênh gì? Ngân Nguyễn TV. Quay bà này bà Dũng Liêm hai phà, ở đây chỉ có hai phà thôi đúng không? Chùa thì đây năm sáu cái, hai cái. À phà trên Phước Lý đúng không? Đúng rồi. À còn phà trên kia nữa cả nhà, nhưng mà phà bên kia nhỏ hơn. Phà Phước Lý nhỏ hơn. Vậy luôn, hướng trên đây là ba cái rồi. Đâu ba cái chưa ta? Để còn phà gì, phà gì, phà gì để em nói tới mốt tới mình quay coi. Như là sâu dợp nè, cái nghèo. Sâu khổ vậy đó. Phà gạch dợp, phà bên trên gạch dợp cũng có đưa qua bên Chợ Lách đó hả? À. Vậy là còn 3-4 cái phà nữa lận. Trời ơi. Sao chỗ mình ở mình không biết. Không phải là không biết cả nhà, nhưng mà ý là quên á, quên đó là ờ à, đúng rồi. Phà ở trên đây, gạch sâu trên đây nè, ngăn nhớ là có cái phà với trên Phước Lý cũng có nữa. Rồi rồi cái phía mấy bên Dũng Liêm cũng có nữa phải không anh? Dũng Liêm mà khúc trên á, Phước Lý mà đi qua bên sông Dũng Liêm á. Trời ơi. Quên đó cả nhà, chứ không phải là có hai cái phà chính không, phà Chợ Băng Ra, phà Chợ Dũng Liêm, còn phà trên kia nữa, mà phà trên kia thì nhỏ hơn. Phà này là con đường chính, còn phà kia là cái con đường phụ thôi, giống như là ở đuôi Cù Lao với đầu Cù Lao có những con phà nhỏ nhỏ để đưa mọi người sang sông cho nó tiện, chứ không thôi để mỗi lần ở trên đuôi Cù Lao ấy chạy tới chính giữa Cù Lao hoặc đầu Cù Lao chạy tới chính giữa Cù Lao mới đi qua phà này thì nó mất thời gian quá. Rồi đông rồi cả nhà. Hết trống vắng rồi nha, chờ chút xíu nữa nha, chút xíu nữa sẽ đông á. Đông à. Đưa cái đập nữa hết. Đi tới đâu là nhiều chuyện tới đó cả nhà. Cái kiểu gì ta thấy mình quay với người ta hỏi mình làm gì rồi, cái chuyện hai góc độ mất khó đấy. Chứ mình đang biết treo nè, mình xin lượt đăng ký rồi. Kệ. Mình cứ vui vẻ, vui vẻ sẽ lỡ rồi sẽ gặp được những cái chuyện. Anh đi phà đó chưa? Đi xuống phà nó đẹp lắm á. Phà gì? Phà gì? Cái phà nó nằm dưới dòng đòn, phà nó đi vòng qua Trà Vinh á. Phà vòng qua Trà Vinh hả? Em chưa đi bao giờ, trời anh chỉ em coi. Đây đi thẳng phà Chợ Mỏ Cày thẳng xuống dưới. Xuống Chợ Mỏ Cày hả? Ờ đi thẳng ngoài luôn. Ờ. Tới Cầu Móng ở đâu ta? Cái đường đó đang làm rồi phải không ta? Không, cái đường đó đang làm nữa, đường mới. Như đó phà dưới đẹp lắm hả? Phà nó đi đánh nguyên một cái vòng luôn, qua mấy con vòng luôn. Ờ đã vậy, qua mấy con luôn. Phà anh nói chính xác là phà tên gì để em tra Google coi. Chứ anh chỉ vòng vòng là coi như là nãy giờ em ngu rồi đó. Không nhớ luôn. Phà nó đánh nguyên cái vòng qua tới vòng Trà Vinh luôn. Bây giờ em gõ luôn, em gõ vô Google nó phà Mỏ Cày được không? Không có bà. Phà thơm được không? Luôn. Phà Cổ Chiên được không? Phà Cổ Chiên thì có cầu rồi. À. Thôi bây giờ mình nói chung là em đem đi thẳng chơi. À. Qua một cầu cứ chạy thẳng. À hỏi ta biết phải không? À chạy thẳng qua một cái cầu bự nhất, cũng nhập bỏ ba cái cầu nhỏ nhỏ tới cầu bự nhất cao nhất. Rồi. Ba cầu đó có cái chạm em hỏi là gì? Dạ, dạ cảm ơn anh nha. Đó đẹp lắm. Dạ. Rồi qua mấy cái cầu mà đẹp lắm luôn á cả nhà. Đó là cái phà nó có. Rồi đông nha cả nhà, phà nó đông nha, đông nha. Đông hơn mọi khi. Để ngồi lại phía trước, ngồi quay toàn cảnh cái phà cho cả nhà xem nha. Đó, đó. Thấy cái đầu nó hơi bụi xù, để đội cái nón lên cả nhà, cho nó bớt bụi xù lại. Gió quá trời. Ra ngoài sông cái là phải gió vậy nè. Coi chừng ghế điện thoại nha chị. Dạ. Nó có cái này nó hứng lại anh, không sao. Cái máng nè. Chừng ghế cái. Dạ. Ghế cái nghĩ làm vô tóc luôn. Mua điện thoại khác. Mua iPhone luôn. Chịu chơi luôn. Cái gớt cái cũ rồi mình có cái mới mình xài à. Mà anh già chưa có tiền mua máy quay mà thử gớt cái điện thoại cái là có tiền liền à. Chứ không 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 mua lấy gì xài phải không? À, để cho gió nó phất rồi ha. Đó cho nó màu mè chút xíu nha cả nhà. Chứ giờ không biết diễn tả từ đó lên từ gì đó. Đó. Mát dữ lắm cả nhà ơi, mát. Gió nó tùm lum.
đầu đinh vậy. Hoàng hôn cực kỳ đẹp luôn. Hoàng hôn trên bờ sông Cổ Chiên, dòng sông Cổ Chiên chứ. Mặt trời nè, mặt trời chiếu thẳng ngay cái mặt của Ngân luôn nè. Nhưng mà nó không có, không có nóng lắm, tại cái gió sông cái nó thổi nó mát lắm. Không mỗi khi một chút, nhưng mà nói đông quá thì cũng chưa gọi là đông quá. Ngày Tết á, ngày Tết nó sẽ đông hơn nữa cả nhà, ngày Tết Nguyên Đán của mình á. Sáng giờ anh có đi qua phà này lần nào chưa anh? Thầy thấy sáng giờ phà đông không? Có thể là người ta về quê buổi sáng không? Đông 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 dữ lắm không? Đêm cưới dài rồi, tại Ngân quay tựa luôn hết trơn á cả nhà ơi, quá trời quay luôn. Nhiều khi giờ mình không biết cắt ghép clip làm sao luôn á, hết biết đường rồi, hết biết đường gấp mồi rồi. Ở dưới quê hay có câu nói vậy đó, là mỗi lần làm gì cái nó hết biết đường gấp mồi, hết biết đường làm gì luôn. Trời ơi, ở chỗ Ngân á, Ngân thấy có dịch vụ mà đi du lịch mà chạy ghe ở trên sông vậy nè, rồi đi hái bần tùm lum lá chứ á. Có những người ở trên Sài Gòn vậy, người ta thuê xuồng, thuê ghe rồi, người ta chở khách đi hái bần, rồi đi ngắm cảnh, rồi ăn nhậu trên sông, rồi đem theo dàn lo kẹo kéo nữa. Một tiếng đồng hồ nhiêu đó, Ngân cũng không biết nữa, thôi là thuê ngày hay là thuê nửa ngày vậy á. Nói chung là Ngân không có thuê cho nên không biết cái gói bao nhiêu, nhưng mà Ngân thấy có người ta có thuê, có chơi rồi Ngân biết. Đây có người quen thuê rồi đăng Facebook thì Ngân thấy mà thấy vui lắm, nhưng mà mình không có thuê, nhưng mình không có hỏi, chính xác. 4:10 và sông này nhỏ hơn sông Vũng Liêm. Vũng Liêm sông nó bự dữ lắm, mênh mông luôn á. Sông này nhỏ hơn nhiều. Hình mà chụp kiểu mà mập mờ vậy, thấy ảo mập mờ ảo đẹp ha cả nhà. Thấy cái ánh nắng mặt trời nè, đẹp không? À, không cần thấy gương mặt của mình, không cho thấy gương mặt vậy. Nó tới bà rồi, pha qua pha gì nữa. Có vợ chưa hay là có người yêu gì chưa? Có gì hết, chưa có gì hết luôn hả? Trời ơi, độc thân nha cả nhà, còn nghiêm luôn nè, giới thiệu còn nghiêm luôn kìa. Còn chưa xóa khung này nha, cần tìm bạn bốn phương không? Chết cha, vậy là có bạn gái hay có vợ gì rồi? Thôi lên cả nhà, Ngân lấy xe nha, để thôi bị chửi à, tại vì đậu xe cản trở đường đi của người ta. Cái là Ngân nghe Dương Ngân lấy xe, đi về cả nhà ơi. Xe đậu tút cái này nè. Đó là cả nhà nha, nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha cả nhà. Chiều hôm nay lục bình trôi quá nhiều, đẹp quá ta, phải để quay cái lục bình cái đã rồi.